Em chào cả nhà nhé. Hôm nay em lên nhà em gái ra kho cá chê kho tiêu ăn với dưa hấu, thấy ngon hấp dẫn quá này cả nhà. Cái món ở quê là món này là ngon ngon cơm lắm này cả nhà, ăn gắt ao cơm luôn á. Kho sạch sạch mình ăn với dưa hấu cả nhà ơi. Hấp dẫn ghê luôn á cả nhà, đơn giản mà nó ngon cả nhà ơi. Giờ mình tắt lửa, em sẽ ngứa miếng tiêu lên đó. Bữa cơm rất là đơn giản luôn, nó ngon quá cả nhà. Giờ mình dọn cơm ăn hết cả nhà. Cờ cá hấp dẫn ghê luôn cả nhà ơi. Còn bên đây thì dưa hấu nè, em đã sắt xong rồi nè. Món quê cả nhà ơi. Dưa hấu có màu quá trời đẹp luôn rồi. Giờ mình ăn cơm thôi cả nhà ơi. Để cái ơn thì cá thấy không ngon cái nhà. Giờ em lấy cái dĩa em bỏ vô ha. Lấy cái dĩa bỏ đây đi, cái em múc ra cái nhà chưa. Để quay mà nó không thấy cá gì trên, thấy cái ơ không. Cái nước này đó là nhờ cái nước chè kẹ nó mới ngon nè. Mình gắp cái dĩa thì nó thấy nó không có bằng, mà đổ vô trong cơ rồi mình giết chết thì thấy nha. Nước cá sệt sệt. Dạ mời cái nhà cùng em ăn bữa cơm cá chê kho tiêu và ăn với dưa hấu cái nhà, với khi mới chuối cao nữa là cái nhà vừa chín tới luôn. Dạ em chúc cái nhà một ngày thật vui vẻ, ăn cơm ngon miệng bên gia đình hết cái nhà. Giờ mình ăn thôi. Mấy bữa nay có cá với dưa hấu nên mấy ngày này ăn cái món này cũng ngon cả nhà. Ở quê thì cá kho thì đợi ăn với dưa hấu và ăn với xoài, tới mùa xoài rồi đó cả nhà. Cơm với dưa hấu với cá kho ở nhà cái mình bán dưa hấu với mình kèm với cơm ăn đó, nó vào miệng ngon. Thơm quá. Cơm mới tới. Cơm con. Nghe trong phòng ăn cơm con. Không trả lời ha. Mà bây giờ không qua. Ngon quá. Chết nữa nó không cây ta. Ngon quá. Đi ngủ. Ăn đi ngủ lên.
khỏe. Lúc này bé Tí lớn ở cái nhà cái bé Tí không có lên lên hình như một lần nữa, một lần phái lắm. Thứ cá mình không có kẹo một cái nhà. Thứ chắc luôn. Ăn đơn giản phải ngon quá cái này. Đúng là cuộc sống mua về dễ ăn nhất. Cha mẹ nuôi mình đó, ăn dưa hấu với cơm, với cá là cứ biết lớn lên cái mình cũng ăn cơm với cá với dưa hấu vậy đó, cả nhà mình nó ngon. Má cái đầu cái chơi miệng có nhầm cái chơi mình tới bắt hết cái nhầm nó không ngại tành hết cái nhầm không có gì đâu. Đổ mồ hôi luôn, ăn nghỉ và đổ mồ hôi luôn cả nhà. Giờ mời cái nhà cùng em ăn chuối vườn của nhà em gái nha. Cái này nó vừa chín tới nè cả nhà. Cái nhà dâm mấy chuối quá trời ngon. Để vô nó đặt. Chú này ngộ cái nha. Chú cao một trái to quá. Bà hôm em gái nói mà em quên tên thôi. Em mau quên đó. Hôm nay em gái có pha trà đường nên em mời cái nhà uống trà đường với em nha. Ngon và no quá trời luôn rồi cái nhà. Chỉ là có cái món là cái chê kho tiêu với dưa hấu rồi đó mà ăn cơm rất là ngon cái nhà. Rồi thêm tráng miệng một cái chuối cao nữa. Rồi uống một ly trà đường quá trời luôn rồi cái nhà. Nếu cả nhà thấy những món ăn đơn giản của Dung Dở quay lóc á, mộc mạc mà đáng yêu quá, cả nhà nhớ xem kênh ủng hộ và nhớ đăng ký kênh và like cho Dung Dở quay lóc một like nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem video tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn video tiếp theo cả nhà ơi. Bye bye cả nhà.